mình đâu nha. Bây giờ bắt đầu hết các bạn ơi. Để tăng cái hút này nha các bạn. Không biết cái đoạn hút này thích gì nữa ta. Để đi thôi. Ồ, sao không có gì hết kìa. Bán đắng. Ha, không tiêu của ta các bạn. Adô. Ui, ác kìa ta mà. Dám đùa với ta à. Nhớ cao à. Thôi thì ra là nhớ cao. Má Nguyễn xương đầu người thế à. Các bạn ơi, gần xem rồi người. Cẩn thận. Coi chừng quái vật nó ăn mình đó nha. Hãy cẩn thận. Biết còn còn với một ngày nữa. Nhìn ngươi rồi nhớ mà. Âm thầm ngươi. Ngươi âm thầm. Ờ hay quá. Đừng có hù tôi nha. Lấy quá quả kia. Hù cái giật mình hết hồn luôn đó nha. Đừng. Kinh rồi nha, đừng có nói đó nha. What the hell? Ui. Bắt người ta chết chết rồi. Hơi hồn quá đi. Anh vãi. Mình lấy hết này nha. U đậu hết rồi. Ăn ba, ăn một cái bánh mà giờ nãy thêm một hàng nữa. Chơi u đậu luôn rồi. Hu giờ chạy về thôi. Nếu như con chưa coi thì đừng quên bấm like, share và đăng ký nha. Còn nếu như thích kênh KATV thì các bạn nhớ đăng ký cho kênh đó nữa nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.